loại Olympic Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam chinh phục thử thách. Muốn giành vé đi tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng đậm chủ nhà Uzbekistan càng nhiều càng tốt trong trận ra quân ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 diễn ra vào 19 giờ hôm nay 26 tháng 10. Nằm ở bảng C với đội bóng nữ số 1 châu Á Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam không có hy vọng tranh ngôi đầu bảng để giành vé trực tiếp vào vòng loại thứ 3. Thay vào đó, suất dành cho đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất ở 3 bảng tỏ ra thiết thực hơn với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đừng quên bài học ASEAN 19. Nằm ở bảng đấu vừa phải tại ASEAN 19, tuyển nữ Việt Nam đã bị loại sớm khi chỉ thắng đối thủ yếu Nepal 2-0 và thua đậm Nhật Bản 0-7. Ở cuộc đua giành một trong 3 suất nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào tứ kết ASEAN 19, các cô gái Việt Nam thua kém hơn các đối thủ về hiệu số. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần phải rút kinh nghiệm để giành kết quả tốt nhất trước Uzbekistan. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Uzbekistan đứng thứ 50 thế giới, kém tuyển nữ Việt Nam 16 bậc. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội là không nhiều. Nói vậy bởi 3 lần gặp nhau trước đó giữa hai đội, tỷ số đều xít sao 2-1 với 2 chiến thắng nghiêng về tuyển nữ Việt Nam. Quan trọng hơn, thực lực giữa hai đội cũng có nhiều thay đổi. Cụ thể, trong khi tuyển nữ Việt Nam tỏ ra chững lại vì sự trẻ hóa mạnh mẽ thì Uzbekistan lại thể hiện sự tiến bộ không ít kể từ khi gắn bó với huấn luyện viên Midori Honda. Vị trí thứ tư tại ASEAN 19 là minh chứng rõ nét cho thành công của tuyển nữ Uzbekistan trong hơn 1,5 năm làm việc cùng huấn luyện viên người Nhật. Trong đó, không thể không nhắc đến chiến thắng 2-1 ở hiệp phụ của Uzbekistan trước đối thủ hạng 38 thế giới Đài Loan ở tứ kết. Kỳ vọng vào Huỳnh Như. So với ASEAN 19, tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 có sự góp mặt của tiền đạo Huỳnh Như sau khi được câu lạc bộ Lang FC đồng ý nhả quân. Đây cũng chính là cầu thủ được kỳ vọng sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt hơn và giành vé dự vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024. Ở tuổi 32, Huỳnh Như vừa ghi bàn cho câu lạc bộ Lang FC ở vòng 5 giải vô địch nữ Bồ Đào Nha mùa năm 2023 đến năm 2024. Bàn thắng thể hiện tất cả những điểm mạnh của đội trưởng tuyển nữ Việt Nam khi phá bẫy Việt vị đón bóng, bình tĩnh dứt điểm chân trái khi đối mặt với thủ môn SC Braga. Do Uzbekistan hay Ấn Độ đều có chất lượng chuyên môn tốt hơn nhiều so với Nepal và Bangladesh ở ASEAN 19 nên sức mạnh tấn công của tuyển nữ Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể khi có Huỳnh Như. Do quá quen thuộc với lối chơi của huấn luyện viên Mai Đức Chung nên việc chỉ có buổi tập duy nhất với toàn đội vào chiều 25 tháng 10 không phải là vấn đề với Huỳnh Như. Cải thiện khả năng tấn công để có thể ghi nhiều bàn thắng nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng cần xây dựng hệ thống phòng ngự chắc chắn cho tuyển nữ Việt Nam. Vì như đã nói ở trên, đội tuyển nữ Uzbekistan đã tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua. Nền tảng thể lực sung mãn, thể hình khá tốt đã giúp tuyển nữ Uzbekistan chơi tấn công đa dạng khi kết hợp các pha phối hợp nhỏ lẫn chồng biên khá sắc sảo. Ngoài ra, sân nhà là một lợi thế lớn khác của Uzbekistan trong cuộc đối đầu với tuyển nữ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn. Thank you.